một số bài tập hít thở giúp thư giãn tốt hơn. Tổ chức cứu trợ trẻ em xin kính chào quý phụ huynh. Chúng ta vẫn luôn luôn hít thở một cách vô thức. Tuy nhiên, khi tập trung vào việc hít thở, hoạt động này có thể trở thành một công cụ hữu ích, giúp chúng ta cải thiện cảm xúc và tinh thần. Trong nội dung lần này, Tổ chức cứu trợ trẻ em xin chia sẻ hai bài tập hít thở có thể giúp quý phụ huynh tập trung vào hơi thở, nâng cao chất lượng trao đổi khí và giúp cảm thấy thư giãn hơn. Nội dung này thuộc chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người chăm sóc trẻ, nằm trong một chuỗi ghi âm gồm 3 chủ đề về nuôi dạy trẻ tại nhà dành cho người chăm sóc trẻ. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có được những thông tin thú vị, bổ ích với những chia sẻ trong nội dung lần này. Trước khi bắt đầu luyện tập hít thở, chúng ta nên lưu ý một số điểm. Thứ nhất, lựa chọn một nơi phụ huynh có thể thư giãn để tập hít thở. Thứ hai, không nên tập một cách miễn cưỡng, điều này có thể khiến bản thân cảm thấy căng thẳng hơn. Thứ ba, nếu phù hợp, hãy cố gắng thu xếp tập từ 1 đến 2 lần trong ngày. Thứ tư, hãy nới lỏng trang phục hoặc mặc đồ thoải mái khi tập. Bài tập đầu tiên có tên hít thở sâu. Sau đây là các bước thực hiện. Bước 1. Thả lỏng cơ thể. Nằm ngửa trên giường hoặc sàn, kê gối vừa phải bên dưới đầu và đầu gối. Hoặc chúng ta có thể ngồi trên ghế có phần tựa đủ lớn để có thể nâng đỡ được cả vai, đầu và cổ. Bước 2. Bắt đầu hít vào thật chậm và sâu qua mũi, để hơi thở đi vào bụng, làm bụng giãn ra, phồng lên. Bước 3. Sau đó thở ra từ từ qua miệng, đồng thời hẹp bụng trở lại bình thường. Có một số lưu ý để việc hít thở sâu của chúng ta đạt hiệu quả cao nhất. Đặt một tay lên bụng và tay còn lại đặt lên lồng ngực. Khi hít vào, hãy theo dõi bụng mình căng lên và giãn ra. Khi thở ra, hãy theo dõi bụng mình hóp lại. Hãy thực hiện hít thở sâu từ 3 lần trở lên. Hít vào thở ra cùng với bụng giãn nở và hóp lại. Bài tập thứ 2 có tên hít thở cân bằng. Sau đây là các bước thực hiện. Bước 1. Ngồi thoải mái trên sàn hoặc trên ghế. Bước 2. Hít một hơi thật sâu và từ từ bằng mũi, đồng thời đếm từ 1 đến 5. Bước 3. Thở ra từ từ bằng mũi, đồng thời đếm từ 1 đến 5. Bước 4. Lặp lại vài lần, và khi cảm thấy thoải mái với việc hít vào hoặc thở ra và đếm đến 5, thì có thể cố gắng kéo dài hơi thở cho đến khi phụ huynh có thể đếm đến 10 trong một lần hít vào hoặc thở ra một cách thoải mái. Trên đây là hai bài tập hít thở Tổ chức cứu trợ trẻ em muốn chia sẻ. Hy vọng sẽ giúp quý phụ huynh có được sự thư giãn khi phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống, giúp quý phụ huynh nâng cao chất lượng sống, qua đó nâng cao chất lượng nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Kính chúc phụ huynh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại phụ huynh ở những nội dung tiếp theo.